Chào mừng viewer thân thiết đã quay trở lại với Minh Phụng Music. Có rất nhiều câu hỏi được đặt ra và có những mẫu đàn piano điện đến từ Cutman được khách hàng yêu cầu chúng mình làm review. Để đáp lại sự chờ đợi ấy, tụi mình sẽ cố gắng làm nhiều video nhất có thể để phục vụ anh em. Hôm nay, mọi người hãy cùng theo team đi giao cây piano điện KS3 đến với Hóc Môn nhé. Team đã có mặt tại nhà khách. Nào, mọi người đợi xe chở đàn đến thôi. Đừng vào nhà rộng rãi và thoáng đãng, có thể cho xe tải nhỏ dễ dàng ra vào. Chiếc xe màu xanh từ từ lăn bánh tiến vào với món quà sinh nhật ở bên trong dành cho cậu em trai khiến Tim cảm thấy háo hức. Minh ván tay đang cẩn thận mang đàn vào nhà cho anh khách hàng. Các bạn có thể dễ dàng vận chuyển với hai người nhờ trọng lượng vừa phải, chỉ 37 kg. Cậu con trai đang rất hào hứng với món quà sinh nhật thật to mà ba dành tặng cho mình. Cùng đồng hành với tụi mình nhé. Bên trong thùng sẽ gồm có thân đàn, chân đàn, pedal, sách hướng dẫn, nguồn và bộ ốp lắp đàn. Khi mua KS3, các bạn sẽ được tặng một ghế piano cao cấp đem đến cảm giác chơi thoải mái nhất. Trong khi lắp đàn, mình sẽ cùng các bạn tìm hiểu những tính năng hiện đại mà cây piano điện giá 15 triệu này có nhé. Đàn có 88 phím cảm ứng lực nhấn cùng với 128 âm polyphony mang đến chất lượng âm thanh tốt và khả năng cảm âm của người chơi. Chất lượng âm thanh khi học đàn piano điện sẽ như thế nào? Đàn Cutman KS3 sẽ giúp bạn. Với 210 điệu nhạc, 500 tiếng được cài sẵn sẽ giúp bạn thể hiện được phong cách chơi nhạc với nhiều màu sắc đa dạng. Đặc biệt khi mua KS3, khách hàng sẽ được tặng kèm 10 bản nhạc Việt theo sở thích do team Minh Phụng cài đặt, với chức năng record giúp người chơi nghe lại những bản nhạc khi bạn vừa chơi để xem hiệu quả cũng như nâng cao kỹ năng cá nhân. KS3 với màn hình LCD 4 inch hiển thị đầy đủ chức năng của đàn. Đàn có 8 băng tiếng, mỗi băng chứa được 4 tiếng và có các chức năng như freeze, chơi đổi băng tiếng tự do để không chuyển nhạc đệm, dual voice, trộn hai tiếng lại tạo thành tiếng mới, key split, chia bàn phím thành hai phần, tay trái một âm sắc, tay phải một âm sắc khác. Trang bị khả năng auto off khi không dùng đàn 30 phút là một trong những chức năng nổi bật nhất trên KS3. Khi người chơi chọn nhạc đệm bất kỳ với chức năng One Touch Setting, đàn sẽ auto đưa bạn đến 4 âm sắc khác phù hợp với nhạc đệm. KS3 còn có những tính năng phổ biến như Tempo, tăng dẫn tông, metronome, đếm nhịp và đa dạng cổng kết nối với headphone. Các nhạc công hiện nay quá quen với cổng MIDI. File MIDI sẽ giúp người chơi truyền tín hiệu vào laptop để soạn nhạc một cách đa dạng và nhiều màu sắc. Đàn sẽ có 3 màu cho các bạn lựa chọn là trắng, đen và nâu gỗ. Sau khi lắp đàn, được sự giúp đỡ nhiệt tình của anh, bạn nhân viên đã lắp chân ghế piano một cách dễ dàng và nhanh chóng. Bên cạnh việc đem đến cho khách hàng những sản phẩm tốt và nhiều giá trị, thì cùng đó là dịch vụ chăm sóc khách hàng vô cùng chu đáo của team. Tụi mình đã hướng dẫn anh và bé cách tải và sử dụng các ứng dụng họp đàn trên điện thoại với KS3. Chế độ bảo hành tuyệt vời là một trong những lý do mà anh khách đã chọn với Minh Phụng Music. Khi mua đàn, các bạn sẽ được bảo hành 24 tháng, một đổi một trong vòng 30 ngày, vận chuyển và lắp đặt miễn phí, trả góp với lãi suất 0%. Đến lúc em trai test những nốt nhạc đầu tiên trên chiếc piano điện KS3 mới toanh này, hy vọng cây đàn sẽ cùng em có những giờ học nhạc đầy thú vị, đem đến những giây phút ngập tràn âm nhạc vui tươi giữa các thành viên trong gia đình. Với những giá trị trong phân khúc piano điện tầm trung, trang bị đầy đủ những tính năng nhưng giá tiền vô cùng hợp lý, nên đây sẽ là cây piano phù hợp cho mọi nhà. Cảm ơn anh chị đã chọn KS3 để làm quà sinh nhật đầy ý nghĩa cho bé. Cảm ơn mọi người đã đồng hành trong buổi đi Hóc Môn hôm nay. Nếu có thắc mắc hoặc cần thêm thông tin chi tiết về cây piano này hoặc bất cứ mẫu đàn nào do công ty mình phân phối, hãy để lại comment. Đừng quên like, share, subscribe ủng hộ những chuyến đi mới của tụi mình. Nếu cần tư vấn hãy liên hệ qua hotline 0919768606. Xin chào và hẹn gặp lại.